Dạ vâng, Minh Vũ Audio xin kính chào tất cả các bác nhá. Hôm nay em cập bến được hai con đẩy ETC, một dòng thương hiệu của Mỹ rất là nổi tiếng. Máy móc rất đẹp các bạn. Dòng này chất âm hay lắm nhá. Và đặc biệt hơn là công suất. Công suất con này rất khỏe các bạn. 1350W một kênh. Máy bao nặng 32 cân các bác nhá. Về hình thức thì với mặt thiết kế rất đẹp. Đó. Về nội thất thì rất là hầm hố. Cái chiết áp này của nó là chiết áp bằng đây, cái riêng cái lắp này của nó này, cái lắp này của nó là bằng gang đúc nguyên khối các bác nhá, bằng gang đúc nguyên khối. Và chiết áp là chiết áp bi. Đó, với mặt thiết kế mặt phay nhôm cực kỳ đẹp. Dày đó các bạn, mặt phay nhôm dày khủng khiếp luôn. Anh em nhìn vào nguồn dã man không? Quá kinh. Máy nó phải chất gấu như này thì công suất nó mới đạt được. Đấy nhá. Đấy, anh em nhìn này. ETC 1350. Công suất là 1350W. Với công suất khỏe trâu bò như này thì anh em có thể chơi thoải mái những dòng loa JBL 725 full đôi. Hoặc chúng ta có thể đánh Sukep Bass 50 từ 220-100, em bao đánh cho các bác nhé. Những dòng này anh em chơi cái loại mà bát 30, bát 40 đơn ấy, thì cái quật vài đôi thì nó rất là khỏe. Một dàn tụ cao bằng mặt máy luôn. Đó. Đây, mặt đằng sau của em nó đây. Quạt này chạy rất êm nhé. Quạt này gần như là chạy thì không nghe gì luôn. Cực kỳ êm. Chế độ đánh dồn kênh, bright. Và chế độ đánh parallel và sitter. Ở đây con này nó có cái phần công tắc cắt giải. Cắt giải tần thấp. Từ 30Hz các bạn nhé. 30Hz. Và đây là công tắc gain đầu vào. Đây là công tắc tiếp mát. Rất đẹp. Còn về với phần cầu loa thì nó sử dụng cầu vặn và cầu lưu trích nhé. Đây còn nguyên cả tem mã seri. Con này hay lắm các bạn. Tất cả vỉ bạch của nó cũng đều dập in cái tên thương hiệu ETC. Hai con đều rất đẹp. Mã cao cấp nhất thì em xin thông báo giá luôn. Mức giá là 7 triệu anh em nhé. 7 triệu. Một con đẩy của nó quá chất. Khỏe, trâu bò. Anh em có nhu cầu liên hệ trực tiếp cho Minh Vũ nhé. Rồi, xin chào tất cả các bác ạ.